Chào mừng tất cả các bạn đến với học lập trình Node.js. Thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách mà chúng ta làm việc với thằng database. Thì những cái web mà bữa giờ mình hướng dẫn cho các bạn á, những cái mà mình hiện thị ra thì đều là gọi là những web tĩnh các bạn. Nghĩa là cái dữ liệu nó không thay đổi, cho nên cái nội dung trang nó cũng không đổi luôn. Đấy. Thì để mà chúng ta làm những cái web á, cái nội dung nó thay đổi được á, thì chúng ta cần phải là kết nối với một cái database nào đó để mà cái website của chúng ta nó có thể gọi là một cái website đồng. Thì database á, thì nó sẽ giúp lưu trữ và nó sẽ trả dữ liệu về cho người dùng. Thì hôm nay á, thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách chúng ta có thể kết nối với thằng Node.js và thằng MySQL. Và chúng ta sẽ xây dựng những cái câu query cơ bản thôi. Hôm nay mình sẽ setup một cái sụp mới các bạn. Tại vì cái sụp cũ á, thì mình dạy tùm lum tùm le cho nên mình tạo nó rắc rối quá. Thì mấy cái đó là giống như mấy cái mình tìm hiểu những cái rau ria. Thì bây giờ từ những cái rau ria đó mình áp dụng vô mình làm một cái project. Nói chung là bây giờ là đạt đụng tới database thì nó đã bước qua một cái gọi là cái tầm mới rồi các bạn. Rồi thì các bạn sẽ tạo nó theo một cái cấu trúc mà mình đã tạo ở đây nha. Đây mình sẽ tạo nó những cái file này đều rỗng hết nha, chưa có gì cả. Và mình sẽ cài cái thằng express này, cài thằng AGS này, cài thằng body parser để mình nhận cái dữ liệu, cái form mình dùng gửi lên á. Rồi và một cái method override, nghĩa là mình sẽ update á, mình sẽ sử dụng phương thức put á, cho nên mình cài thêm cái thằng method override này. Thì khai báo ở đây thì nó cũng đơn giản thôi. Chưa? Những cái bài trước mình đã khai báo hết rồi. Thì ở đây mình thêm một cái override thì sau khi mà tạo hết tất cả các file á, thì bây giờ mình sẽ cài một cái thư viện mà chúng ta bắt buộc để mà làm việc với thằng MySQL. Chúng ta dùng npm install thằng MySQL nha. Rồi thì để mà mình cài MySQL thì các bạn cần phải có thằng MySQL ở máy mình nha. Các bạn phải cài sẵn MySQL và một cái trình quản lý. Thì ở đây mình dùng cái Navigate. Thì cái thằng này thì mình chỉ là rắc thôi các bạn. Còn bạn nào mà muốn sử dụng cái thằng này có thể inbox riêng như mình gửi cái file rắc cho Mac hay là Windows thì mình đều có hết. Thì trong đây mình đã tạo sẵn một cái database là Node.js Pay. Trong bài hôm nay mình cũng chưa đụng cái thằng user này luôn. Mình xóa nó đi cũng được. Rồi, quan trọng là mình sẽ có một cái database. Rồi, thì trong này mình sẽ chạy câu query nha. Bây giờ mình sẽ viết câu query để mà nó sinh ra một cái bảng, gọi là cái bảng todo đi. Thì câu query ở đây, nghĩa là mình sẽ, nếu mà nó không tồn tại á, thì mình sẽ tạo một cái bảng todo với cái khóa là ID, một cái thẻ title description. Vậy thôi. Mình có public hay không thôi. Thì default là false. Lót lại nè, nó ra thằng todo. Thì cái thằng MySQL này nè, nếu mà các bạn học có học BB á, thì các bạn sẽ biết cái thằng SAMBB. Thằng SAMBB thì nó cũng có cài đặt thêm cái thằng MySQL kèm theo. Nhưng mà các bạn, cái thằng SAMBB á, nó hơi SIDA một xíu. Tại vì mình làm việc với nó hồi mình dev ở local á, thì lâu lâu nó lại bị lỗi block bọt gì đó. Và mình không thể nào mà mình lấy được cái dữ liệu đó đi. Và nó mắc luôn, mắc hết data luôn các bạn. Nhiều khi đang dev nửa chừng mắc cái data, bắt đầu mình phải tốn công, mình phải làm lại cái data thì mình mới tiếp tục dev được. Thì ở đây mình cài cái thằng MySQL trực tiếp vào máy luôn chứ mình không cài thông qua thằng SAMBB gì hết. Đấy, nó cài vào trực tiếp vào luôn. Rồi mình sử dụng cái thằng Navigate file server này. Mình có cài thêm một cái thằng Nodeman để mà chúng ta update code đó, chúng ta đỡ phải chạy lại cái thằng server này. Mình load cái trang index lên. Thì tại vì nó chưa có cái gì cả các bạn. Index đây mình sẽ cho nó một cái. Được rồi nè, đã load thành công rồi. Bây giờ mình bắt tay vào mình xây dựng từng cái chức năng luôn nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái kết nối ở trong này. Rồi, mình sẽ tạo một cái file .env ở đây. Đấy, thì cái file này á là cái file môi trường và mình sẽ, các bạn lưu ý nha, mình sẽ không boot cái file đó lên nha. Chúng ta sẽ có một cái file .gitignore nữa. Thì cái file đó nó sẽ chặn chúng ta không boot một số cái file lên. Thì đây mình sẽ require cái .env sẽ config vào và mình sẽ lấy một số cái giá trị ở đây, ở ngoài file .env đây. Đấy. Và mình khai báo ở đây thôi. Tại vì á mình cái biến là biến môi trường cho nên á là khi mình đưa nó lên cái thằng ví dụ như đưa lên server chẳng hạn đúng không? Thì hoặc là đưa lên cái
cho cái thằng khác nó tải về nó code chung của mình, thì nó không cần phải bơi vào trong thằng code này. Nhiều khi á chạy vô đây tìm mệt lắm các bạn, tại vì cái này sụt mình là sụt cơ bản chưa có gì cả, nhưng mà khi mà sụt lớn á mình vô mình tìm rất là khó. Thì ở đây là tùy theo các bạn nha, tùy ở mấy cái bản bạn config cho nó đúng. Thì ở máy mình thì cái password thông thường á thì nó sẽ rỗng nha. Password bình thường nó sẽ như vậy nè, các bạn để như vậy là được rồi. Nhưng mà ở máy mình, tại vì mình đặt cái password là password luôn. Bây giờ mình vào cái thằng DB này, thì cái thằng này á nó sẽ làm việc, nó giúp chúng ta tạo cái kết nối. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thằng config. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tạo cái kết nối nha. Chúng ta sẽ dùng hàm create connection. Đấy. Rồi, nếu mà bây giờ này mình cái này là mình tạo thôi, mình tạo cái kết nối ra. Xuống dưới đây mình mới kết nối nè. Nếu mà lỗi á thì nó báo lỗi thôi. Còn không thì nó log ra là success. Đấy. Rồi mình export nó ra. Export cái thằng connection này ra. Rồi tiếp theo xuống thằng model. Thì thằng model này á mình sẽ khai báo một số cái phương thức để mà mình làm việc. SQL này thực ra đó là cái thằng mình vừa khai báo đó, bên cái DB đó mà. Nè. Đấy. Chính là cái connection đó. Một cái đây todo. Cái hàm này là hàm construct các bạn. Để mà chúng ta khi mà tạo rồi đó nó sẽ nạp vào. Được chưa? Tiếp theo dưới đây mình sẽ khai báo một số cái phương thức cho nó, một số hàm, ví dụ hàm tạo đây đúng không, mình sẽ có một cái new todo do một cái result, đây là cái callback các bạn. Thì khi mà chúng ta làm việc với cái thằng này nè, chúng ta viết code viết cái câu query thằng này nè, thì các bạn phải để nghe ở những cái chỗ này nó rất là dễ bị gọi là SQL injection. Đấy, giống như là nó sẽ bị, nó nôm na là nó sẽ bị hack đó. Đấy. Thì mình cũng đã có chuẩn bị một số cái hàm, mình copy paste ra cho nó mau nha. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái hàm này là hàm tạo đúng không? Thì query nó là insert thôi, into nè, xong nó. Trở về nếu mà lỗi ở đây là mình check ở phía ngoài đó. Đấy. Này là câu file by nè. Rồi mình sẽ truyền cái thằng ID vào, file by ID rồi get on, đấy tất cả. Get những cái nào mà public ra. Vô vậy. Rồi update thì những cái câu query này nè nó thêm về MySQL nhiều hơn, chứ còn cái hàm xử lý thật ra không có gì cả đó, mình chỉ lấy thằng SQL thôi, thấy không? Rồi xong nó lỗi thì mình trả về lỗi, còn nó được rồi thì mình trả lại cái kết quả. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một số cái bài về thằng MySQL. Thì cái CRUD á thì nó đơn giản lắm, những cái mà query về report hay gì đó thì nó mới rắc rối thôi. Còn này cái cơ bản rồi, mình cũng không có đề cập sâu vào cái này. Còn bạn nào mà không rành về MySQL có thể để lại bình luận bên dưới, thì mình sẽ cố gắng gắn ra một cái khóa về cái thằng MySQL này, một khóa cơ bản thôi để các bạn có thể dễ dàng mà làm việc được với thằng MySQL. Quay trở lại, giờ mình sẽ bắt đầu khai báo những cái route để mình chúng ta có thể làm việc nè. Ở đây mình đã có file route rồi, thì đây mình sẽ dùng export cái thằng khúc này. Ở chỗ này có nhiều cách khai báo, thì mình sẽ truyền cái app vào. Để truyền cái app này vào á, mình nhận được app này á, thì ở phía bên server này các bạn. Phía bên server thì mình phải require nó. Mình truyền cái app vào. Nha, mình truyền app vào chỗ này. Thì phía bên đây mình mới lấy được cái biến app này ra mình dùng nè. Controller này. Rồi, sẽ lấy cái gì? Lấy thằng todo này ra. Đấy. Rồi. Mình sẽ có một cái biến route. Thì ở đây mình đã có cái router rồi, thì mình cứ chấm get gì đó. Mình sẽ khai báo một số cái controller ra. Thì có cái todo là file only. Dưới đây nó lỗi kệ nên các bạn, tại vì bây giờ mình
đang khai báo mà mình chưa có viết nó xong hết controller cho nên nó lỗi. Tương tự như vậy thì mình sẽ có những cái round. Thì ở đây mình khai báo thêm mấy cái round này. Thật ra những cái round này á, thì mình nên khai báo bên ngoài đây này, nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Ở ngoài cái thằng server này này, mình khai báo những cái round mà nó trả về lỗi hoặc là trả về not found này các bạn. Đấy, thì mình sẽ dùng app use cái router này. Thì mình sẽ có cái prefix đó là to do, được chưa? Thì khi mà muốn vô tạo thì mình phải vào cái localhost to do create đấy. Thì một cái CRUD cơ bản thì nó sẽ gồm những cái này. Một là cái hiển thị, đây là hiển thị tất cả này, được chưa? Là cái R, cái read ấy. Đấy nè, rồi C này tạo này, thì mình có một cái route để hiển thị cái form và một cái route để chúng ta lưu lại. Đấy, tương tự edit cũng vậy, edit cũng có một cái form để mà chúng ta sửa và một cái route để chúng ta cập nhật. Đấy, cuối cùng là delete, đây là delete này, CRUD là dừng đây, còn này là mình lấy thêm thôi. Đây xóa hết và đây là lấy những cái public ra. Rồi thì tới đây thì nó đang lỗi chỗ thằng controller, thì mình qua thằng controller và mình khai báo những cái hàm làm việc của nó luôn, được chưa? Mình sẽ có cái thằng, mình sẽ lấy cái model nó đây này các bạn. Thì khi mình làm việc với thằng Node.js thuần các bạn, hoặc iterate á, thì mình làm việc của nó thì mình hơi mất công, chúng ta phải tự động, nói chung là mình phải khai báo tất cả bằng tay hết. Mà các bạn yên tâm, sau khóa này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái framework rất là mạnh mẽ của thằng Node.js này, đó là chính là thằng Next.js. Các bạn đọc có chừng hiểu lầm nha, tại vì còn một thằng nữa là thằng Next.js này nữa nè. Đây, hai thằng này nó cũng là một cái framework của thằng Node.js hết, nhưng mà tại vì mình tìm hiểu thằng cho nên mình hướng dẫn các bạn cái này thôi. Còn bên đây thì nó cũng là một option để các bạn lựa chọn khi mà chúng ta làm việc với thằng Node.js. Nói chung bước đầu chúng ta cũng phải chịu khó, chúng ta khai báo làm bằng tay thì chúng ta hiểu nó như thế nào đã. Khi mà hiểu rồi các bạn thì chúng ta bước qua học framework rất là nhanh. Nếu mình hiểu bản chất của nó đó, còn cái framework này là nó sẽ support cho mình nhiều hơn, nó đã đỡ phải code nhiều hơn thôi. Rồi bây giờ mình export ra tạo nha, thì mình sẽ trả về cái todo create này. Tương tự như vậy thì mình có một số controller khác. Đây code đây mình đã code sẵn rồi cho nên mình bash ra cho nhanh. Thấy không? Sau khi bash ra thì nó hết lỗi rồi nè. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn bạn nào mà theo dõi code không kịp thì các bạn có thể vào cái repo git á. GitHub á thì mình để ở phía dưới comment á, các bạn có thể vào đó các bạn đọc code thêm nha. Ở đây mình giải thích sơ. Cái tạo này nè, nó sẽ trả về một cái form. Cái status này á, xíu nữa khi mà qua tới cái phần view á thì mình sẽ nói rõ về cái status này để làm chi. Cái status này chủ yếu để mình hiển thị thôi các bạn, hiển thị cái thông báo thôi chứ không có gì cả. Rồi thì đây hàm tạo thì nó đầu tiên nó sẽ trả về nè, trả về một cái form. Ok, mình đi vào luôn todo nè, trả về một cái form, tại vì cái phần view mình chưa khai báo thôi. Rồi về một form, sau đó tới cái hàm tạo này thì nó kiểm tra phải có tồn tại cái body, nghĩa là nó phải gửi lên cái gì đó. Không? Thì nếu mà không gửi về thì nó trả ngược lại về cái hàm tạo và mức status lỗi. Khi có status lỗi đây này các bạn, mình trả nè, mình trả, mình lấy cái request query ấy, là cái đường trên đây nè, đây nó ngay chỗ đây, ví dụ đây status error đây thì nó sẽ lấy được error này. Đấy chưa, nó hiển thị ra. Thì để mình gán vào cái local này thì để mình khỏi phải trả ra ngay cái chỗ đây, thì nó khỏi phải trả cái status ra, mà mình ở phía phần view mình có thể gọi trực tiếp cái status ra luôn. Rồi tiếp theo là cái store là cái function tạo thôi. Thì xuống dưới đây mình sẽ dùng cái new todo này là cái construct đó. Rồi xong mình dùng todo trỏ tới create, rồi mình truyền cái new todo vào, rồi vô đây nó làm gì nó làm. Thành công á thì trả về set, lỗi thì error. Đấy
Rồi tương tự file thì nó lấy hết thôi. Nếu mà lỗi gì đó sẽ trả về 500 này, nó chuyển về cái đường dẫn 500 á. Hoặc là not found. Đây, hàm tìm đây, not found này. Đấy, xong xuống dưới update. Tương tự như vậy thôi. Edit là nó trả về cái form này. Thấy không? REST render này, nếu mà nó có thì nó REST render nó trả về một cái to do này. Thì mình sẽ hiện thấy cái to do nó ra. Cái phần edit xong thì nó tới update. Đây, update đây mình đã có sẵn rồi, update content. Rồi delete. Thì mấy cái đó là mình đã viết ở phía bên cái model rồi các bạn. Bên này nó sẽ xử lý rồi. Còn bên này mình sẽ gọi ra thôi. Đây là cơ bản thôi các bạn. Nghĩa là khi mình cái sụt là sụt cơ bản này. Nhưng mà khi mà làm với một cái dự án lớn này, giống như thằng NextJS hồi nãy mình giới thiệu á, thì nó không phải nó có chỉ controller vô đây đâu, mà nó tới vài nhiều lớp lắm. Đầu tiên nó cũng có cái route, nó cũng vô controller. Xong controller á, mình bắt đầu mình gọi qua service. Gọi qua service xong cái thằng service nó mới gọi qua cái thằng repository. Thằng repository xong á, tới thằng repository nó mới gọi tới thằng model. Đấy, nó qua nhiều bước lắm. Hoặc là có thể nó qua nhiều cái lớp filter khác, ví dụ như là DTO, interceptor gì á, vân vân, đầy luôn. Rồi, cái đó là cái câu chuyện sau này các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu tới. Hồi nãy là mình enter cho nó update luôn cả cái bên cái file ground này các bạn. Xong hết controller rồi bắt đầu mình sẽ qua cái view. Thì thật ra tại vì cái phần này á, mình hướng dẫn các bạn mình làm nó cái thì nó mới theo trình tự như vậy. Chứ thật ra nếu mà các bạn tự làm á, tại vì các bạn không có code sẵn á, không có code sẵn cho đâu ra, thì các bạn phải xây dựng từng chức năng một. Ví dụ như các bạn vào cái server không? Server thì không có gì rồi, mình là require một cái route. Xong các bạn vô cái route này. Vô cái route các bạn khai báo cái này ra, được chưa? Xong các bạn vô thằng todo. Rồi các bạn khai báo cái thằng index ra. File ra. Đấy, ví dụ get file. Thì các bạn cũng vô đây các bạn khai báo cái function này. Xong khai báo cái function này xong các bạn gọi thằng model ra. Model ra thì các bạn phải vô trong cái thằng model đây. Vô thằng model các bạn tạo ra cái function là get on đây. Đấy. Cái trình tự của nó kiểu vậy. Còn ví dụ như cái phần model đây các bạn khai báo trước nè. Còn fit rồi đó, các bạn phải khai báo trước. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo những cái view nha. Cái view thì mình cũng có sẵn hết rồi. Thì cái view là một cái HTML bình thường thôi, không có cái gì cao siêu đấy cả. Thì nè, cái status này các bạn thấy không? Thì đây mình sẽ dùng if nè, các bạn lưu ý nha, bỏ mặt phần trăm nha. Đấy. Thì mình sẽ đọc cái thằng status ra, nghĩa là nếu mà nó khác undefined, nghĩa là nó có trả về một cái status gì đó. Nếu mà status á là success á, thì mình hiện thị ra, lỗi thì mình hiện cái color nó đỏ. Rồi, ví dụ như là mình sẽ có một cái status đây, ví dụ vậy, đây nè, một cái lỗi gì đó, hoặc là success thì nó trả về success thôi. Rồi, mình có cái form, bây giờ mình sẽ tạo luôn nha. Ok, bị lỗi cái gì đó. Đây nó có lỗi nè. No database selected. Đây nè, cái file config mình bị sai các bạn. Database name mình thiếu. Đó. Rồi mình sẽ tạo lại nha. Lock lại đi cho nó lấy cái hình. Rồi, thành công rồi nè. Rồi mình vô. Ở đây mình có lock ra nè các bạn, thấy không? Rồi mình vô kiểm tra database mình relock lại nè. Đấy, nó ra cái thằng Nguyễn Quang Đạt và description là new net rồi nè. Rồi, tiếp tục qua cái hàm edit. Thằng edit này thì nó dài hơn một xíu. Nó cũng có cái phần status này luôn. Đây, status đây. Và mình edit thì mình trả thêm cái title cho nó nè. Ví dụ như edit 1. Đấy. Thấy không? Nó để cái title lên cái title của cái trang web luôn nè. Rồi, ở đây mình viết eo chỉnh sửa thôi. Thì chỗ đây nè. Thấy không? Các bạn để ý nè. Cái action nha. Cái action của nó nè, mình phải để cho đúng nha. Chứ không mà nó chạy tầm bậy bạ. Đây. Action là put nè. Là to do, xịt, id thôi.
Để mình có to do và mình truyền ngay đây vào. Đây, nó khác cái chỗ đây nữa nè các bạn. Đây, cái mà mình nói ở bên cái thằng server lúc nãy á, cái method override này, thì ở đây mình dùng phương thức là put này, mình dùng cái method child hidden này, put, mình dùng cái này put, thì bên này sẽ override chỗ đây. Đó, chung là nó sẽ mình mới put được. Rồi, dưới đây thì y chang thôi, mình đổ cái dữ liệu cũ ra lại thôi. Thay vì đó giờ mình sẽ public lên nghe. Rồi, update set. Cái chỗ đây á, tại vì cái giá trị nó đưa lên nó khác các bạn. Tại vì kêu là boolean, nhưng mà cái này các bạn nó trả lên, nó trả cái status là on đó các bạn. Thì cái chỗ đây á, các bạn dùng với echo thì các bạn có thể gọi nhanh nè. Đây, CLG cái này nó ra luôn. Thì mình dùng cái request.body .public đấy. Rồi, mình tự update. Thì nó đây là null. Đây nè, nó set nè. Tại vì cái public á, khi bật lên là on này thấy không? Đấy, nó bị cái đây nè. Nó chết đó chứ. Thì cái chỗ đây mình sẽ cập nhật xíu là kiểm tra cho anh nghe. If nè, request.body.public bằng on nè. Đấy, thì cái request.body đó, trả về không, vậy là đúng rồi nè. Thì ở trên cái thằng git á, thì nó mình không có để cái này. Tại vì lúc mình code, mình boot lên git á, mình không có kiểm tra lại API á, không có kiểm tra lại hết. Cho nên nếu mà các bạn lên git thì các bạn nếu mà lỗi thì các bạn nhớ thêm mấy cái đoạn code này vào. Sau khi edit thì hiển thị đúng không, index. Cái file này là cái mà mình hiển thị ra hết nè. Hiển thị ra thì mình dùng for x thôi, mình lập mình hiển thị ra thôi. Rồi chúng ta trở về cái thằng todo không này. Đây hiện tại không public nha, bây giờ mình bấm edit nha, public lên nè. Rồi trở lại, mình không có để cái nút trở lại thôi, các bạn thay đổi trên cái đường dẫn nha. Này mình làm đơn giản thôi, mình không có sử dụng cái style gì hết, này là thuận hết nha. Rồi nếu mà đẹp delete nè, vô đây rồi, xong rồi là hết rồi. Thì ok, nó còn hai cái trang nữa, là cái trang 404 với cái trang lỗi báo lỗi. 404 thì mình để not found thôi. Rồi để một cái đường dẫn này trở về trang home, lỗi như vậy này để lỗi và trở về home, hết rồi. Rồi bây giờ mình bấm hồi nãy bấm edit, nó đẩy qua kia rồi đúng không, thì bây giờ xóa mắt luôn. Ok, giờ mình sẽ lại tạo nghe, thử cái chức năng search này thử. Rồi, tạo luôn. Trở lại. Đây, em search. Tại vì á, trong cái thằng index đó các bạn, mình đã kiểm tra luôn cái chỗ đó luôn rồi. Để mình mở code lại cho các bạn coi nha. Cái thằng controller get on file này đây, mình có lấy cái query title này các bạn, rồi mình đẩy vô cái thằng get on này, get on này mình qua thằng model get on nè, get on này mình có truyền cái title qua này, mình kiểm tra nếu mà có cái title này thì mình thêm các điều kiện cho câu query này, còn không thì thôi. Đây thì mình search dường như đạt này, search thì nó ra, nhưng mà mình search dùng new net đi thì nó mắc, thấy không, nó không có cái thằng này new net cả. Rồi sao lại thì nó ra đúng rồi nè. Rồi thì cái bài hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.